các bạn, như các bạn đã biết, học bổng của tập đoàn Aoyama Medical là học bổng về điều dưỡng dành cho tất cả mọi người, dành cho tất cả các bạn nếu các bạn học tiếng Nhật. Vâng, học bổng Aoyama đã xuất hiện trên báo chí cách đây hơn 1 năm rồi. Như bạn có thể thấy đây, học bổng Aoyama. Vậy thì học bổng Aoyama nó là học bổng như thế nào và ai có thể lấy được nó? Vâng, ngay sau đây mình sẽ giải thích. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Thưa các bạn, học bổng Aoyama tức là đưa các bạn đi du học và làm việc ở Nhật Bản theo chuyên ngành điều dưỡng. Vậy thì như thế nào? Các bạn có thể nhìn thấy hình sang bên này, hình bên này đúng không? Chúng ta sẽ đi sang trường tiếng. Nếu mà các bạn đi vào tháng 4 thì các bạn sẽ đi 1 năm. Nếu mà các bạn đi vào tháng 10 thì các bạn đi 1 năm rưỡi. Sau khi học xong trường tiếng rồi thì chúng ta sẽ học lên trường chuyên môn. Ở đây chúng ta được dạy cho những cái chuyên ngành về điều dưỡng mà chúng ta học 2 năm ở đây. Sau đó các bạn sẽ thi những kỳ thi liên quan đến ngành điều dưỡng để lấy bằng cấp. Sau đó chúng ta sẽ tốt nghiệp trường tiếng và làm việc ở Nhật 3 năm. Đó là điều kiện. Vâng, vì đây là học bổng nên là chúng ta được miễn phí tiền học phí và miễn phí tiền ký túc xá. Đáng nào? Trong vòng 1 năm hay là 1 năm rưỡi ở trường tiếng hoặc là 2 năm ở trường chuyên môn, các bạn được miễn phí tất cả, không phải mất đồng nào. Các bạn nhớ nhé, không phải mất một đồng nào cả. Được chưa nào? Và tiền phí sinh hoạt, làm thế nào để có được tiền phí sinh hoạt đây? Chúng ta phải đi làm thêm. Và tập đoàn sẽ hỗ trợ các bạn đi làm thêm tại các khu điều dưỡng tại Nhật hoặc là các bệnh viện trong các bệnh viện. Và mỗi tháng chúng ta sẽ có được 10 man trong tay, tổng khoảng 20 triệu. Số tiền này khá là lớn đấy. Có 10 man trong tay thì chúng ta có thể tiêu được khá là nhiều. Và sau khi chúng ta tốt nghiệp xong thì chúng ta sẽ làm hợp đồng với bên công ty là 3 năm. Tức là gì ạ? Chúng ta sẽ làm việc 3 năm là điều kiện để chúng ta phải theo cái học bổng này, làm việc 3 năm về điều dưỡng, đúng không? Và chúng ta sẽ nhận được mức lương đó là từ 20 đến 25 man một tháng. Được chưa nào? Bạn nhớ chưa? 20 đến 25 man một tháng. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra như thế này là: anh ơi, liệu em có phải mất thêm một khoản phí nào không? Có, chúng ta phải mất một khoản phí. Đó chính là khoản phí vé máy bay và phí làm hồ sơ 12 man yên. Tuy nhiên cái tiền 12 man yên này, công ty đại diện ở Việt Nam sẽ hỗ trợ các bạn, cho các bạn vay trước. Sau khi các bạn làm hồ sơ ở bên Việt Nam và các bạn mua vé máy bay sang bên Nhật rồi thì mỗi tháng sau khi các bạn đi làm thêm thì người ta sẽ thu phí. Mỗi một tháng các bạn làm 10 man chẳng hạn, người ta sẽ trừ đi từng man, một man một. Và trong vòng 1 năm thì các bạn sẽ trả hết cái số tiền này. Vậy thì tức là khi ở bên Việt Nam thì chúng ta không phải mất một đồng một xu nào cả. Được chưa nào? Không phải mất một đồng một xu, các bạn nhớ, không phải mất một đồng tiền nào cả. Nếu các bạn đi qua trung tâm Nihongo no Mori, Nihongo no Mori đã ký kết hợp đồng với đại diện của tập đoàn Aoyama bên Việt Nam. Và chúng tôi sẽ có những suất học bổng đó dành cho tất cả các bạn. Ok? Vậy thì ai là người có thể nhận được học bổng này? Đây, điều kiện để tham gia học bổng, các bạn nhìn xem. Đấy, có 4, 5, 6 điều kiện như sau, đúng không? Điều kiện thứ nhất, các bạn phải là con gái từ 19 đến 29 tuổi. Thứ hai, các bạn phải tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc là trung cấp. Thường thì người ta sẽ ưu tiên tất cả những cái các bạn nào học tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, y, dược, ra, thấy chưa? Tuy nhiên các bạn học tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp một trường nào đó, tuy nhiên các bạn đủ điều kiện với những cái điều kiện bên dưới đây các bạn có thể tham gia được. Hoặc là các bạn học cấp 3, khi mà các bạn thành tích các bạn tốt, các bạn dưới 20 tuổi, đúng không? Thì các bạn cũng có thể đi theo chương trình học bổng này. Được chưa nào? Và trước khi đi Nhật các bạn phải có N3, có bằng N3. Vì vậy ngay từ đầu mình đã nói rồi đúng không? Các bạn phải học tiếng Nhật thì mới đạt được cái học bổng này. Được chưa nào? Điều kiện thứ tư là các bạn phải có mong muốn được làm hộ lý lâu dài tại Nhật Bản. Được chưa? Và hey, người Việt Nam, các bạn có phải là người Việt Nam không? Có đúng không? Và các bạn phải được sự đồng ý của bố mẹ hay là người bảo lãnh, cô gì chú bác gì đó, người bảo lãnh cho mình. Bởi vì trong hồ sơ sẽ có ký kết giữa gia đình và là đồng ý cho phép con tôi đi du học. Hiện tại Nihongo no Mori vẫn còn 10 suất học bổng cho các bạn. Vậy thì nếu mà các bạn nào học tiếng Nhật tốt, đủ điều kiện như ở bên này, như mình đã ghi ở bên này, thì các bạn hãy điền thông tin hồ sơ cá nhân vào bên dưới này, mình sẽ phỏng vấn các bạn. Sau đó mình sẽ đưa sang bên công ty đại diện ở bên Việt Nam này phỏng vấn các bạn. Nếu mà ok rồi thì các bạn sẽ bắt tay vào làm hồ sơ để đi du học mà thôi. Ngoài ra các bạn chưa học tiếng Nhật thì các bạn có thể bắt đầu học tiếng Nhật, bởi vì học bổng này còn được ký kết lâu dài nữa cơ. Vì thế chúng ta vẫn còn rất là nhiều cơ hội. Hey. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.